Hello, Mỹ Mô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng xe máy của anh Hưng Phát nha anh chị bạn ơi. Để tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình những mẫu xe bên cửa hàng thì hiện tại thì cũng giảm thêm cho anh chị các bạn mình một số xe nha anh chị các bạn. Và địa chỉ cửa hàng là B7O19, Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn ha. Và số thì em có để trực tiếp trên màn hình ha, có Zalo luôn. Anh chị các bạn mình nếu mà lái em quay mình có thắc mắc quan tâm dòng xe nào thì mình có thể trực tiếp liên hệ qua số trên màn hình giúp em nha. Cũng như là được xem xe chi tiết lần nữa cho nó kỹ anh chị các bạn. Đây còn rất là nhiều xe và hôm nay thì chị cũng có giảm thêm cho anh chị các bạn mình một số xe nè. Cực kỳ mềm luôn. Đây mình sẽ vô trong mình gặp chị nha. Dạ chào chị. Chị đang lau xe luôn. Thì hôm nay em báo giá cho anh em mình những dòng xe bên cửa hàng nhé. Thì anh em nào mà mình muốn được hỗ trợ trả góp thì mình cầm căn cước công dân là mình tới trực tiếp cửa hàng. Mình sẽ làm giấy tờ thủ tục góp với bên ngân hàng. Yeah. Hoặc là nếu như anh em mình mà muốn mua xe online thì mình cứ cọc trước cho em tầm 2 đến 3 triệu. Thì nói chung là nó cũng tùy khu vực, nếu như mà ở gần hơn thì miền Tây thì anh em mình có thể cọc giùm em 2 triệu là em ship xe thôi. Đấy, ngoài ra thì cửa hàng vẫn có trao đổi tất cả những dòng xe. Cứ giấy tờ đầy đủ là anh em mình cứ đưa xe tới trực tiếp cửa hàng em, bên em có trao đổi xe. Dạ đấy, có trao đổi xe và ship xe ở xa nha anh chị các bạn ơi. Đúng rồi. Tầm 2 triệu là mình nhận xe. Thì bắt đầu mình xem từ ngoài này và vô bên trong các bạn ơi. Bên trong còn xe tay ga nhiều lắm nha anh chị. Đây có chiếc Vision này đăng ký 214 này anh. 214. Thì cái con này thì nó biển 93 luôn. Nó mất cái tem à, đúng không? Màu đen sơn bóng. Màu đen bóng nhé. Con này biển số 93 Bình Phước. Nhà xe mới về chưa có rửa đâu, còn dính bùn cát rất là nhiều. Con này máy bao zin cho anh em mình luôn. Ồ, chiếc này là bán giá bao nhiêu đây anh? 13.6 à. 13.6 nha anh em, biển số 93, đời 2014. Thì cái dòng xe Vision đời đầu này máy chạy rất là khỏe này. Anh em nào mình có nhu cầu thì mình liên hệ trực tiếp cho em qua Zalo nhé. 13.6 triệu, máy bao zin luôn. Không, nếu như mà muốn sang tên đổi chủ thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em mình luôn. Rồi ok, thì mình bắt đầu mình xem từ bên ngoài nha các bạn ơi. Đây là còn quay nhiều lắm nè. Đây, quay quay Alpha nè. Quay quay Alpha biển số 38 Hà Tĩnh. Chiếc này là đăng ký 2022. Đây xe còn mới keng luôn anh chị em. Còn một lớp keo bọc phía ngoài luôn nhá. Là mới luôn nha các bạn. Mới chạy 7.000 cây thôi. Ốc tán còn 7 màu luôn. Nói chung những dòng này còn zin nguyên bản luôn nhá. Chiếc này 14.500. Ô đô 7.000. Rồi 14.500. Quay 100 nè. Quay 100 biển 59 thành phố. 59N2. Ồ chiếc này là máy bao zin luôn. Quay lốc máy đen. Chiếc này là 11.500. Thì em có báo giá như này thì nói chung là xe thì anh em mình theo dõi các video cũ của cửa hàng thì mình đều biết. Thì các video trước là có ra giá thì hôm nay em có giảm cho anh em mình rồi. Thì nếu như mà mình có ý muốn mua thì mình cứ tới trực tiếp cửa hàng, em có bớt thêm tiền lọc cho anh em mình nữa. Đã giảm giá rồi tới vẫn còn bớt thêm cho anh em mình nữa nhá. Nên là mình cứ yên tâm. Có thời gian thì mình ghé trực tiếp tới cửa hàng. Rồi chiếc này là biển số 24K9. Dòng quay RS nhá, máy bao êm luôn. Bao thầy thợ test nhá, máy zin 11.700. Màu cam đen. Con này là quay 110 hả chị? Quay 100 với em. 100 luôn hả? Đúng rồi. Đây quay 100 nữa nè các bạn, màu đen. Lốc đen luôn. Rồi chiếc kế bên là hai chiếc này thì bao hồ sơ với giá là 11.800. Bao hồ sơ gốc nhá. Máy bao zin luôn. Tem ngoài là nói chung là anh em mình theo dõi cũng biết rồi. Áo ngoài là em có dặm tuốt sơ, những cái phần máy móc phía trong là bao zin cho anh em mình. 11.800. Hai chiếc đồng hết hả chị? Đúng rồi, đồng giá 11.800. Dòng quay RS 11.800 bao hồ sơ các bạn ơi. Có hồ sơ sẵn rồi. Anh em mình về làm biển bấm biển trong ngày thôi. Rồi chiếc kế bên là con Sirius biển 37 Nghệ An. Đăng ký 2014 nhá. Bánh mâm đăng đĩa Sirius màu đỏ đen rất là đẹp luôn. Thì chiếc này em bán là 10.300.000 đồng. Bao máy zin. Rồi chiếc kế bên là bánh cam đùm. Con này biển số 72 Vũng Tàu này, 9.800.000 thôi. Máy bao zin luôn. Đấy, xe đẹp liền lạc nhá.
Còn đẹp mà có 9 triệu mấy à? 9 triệu 8 thôi em. 9 triệu 8 à? Nếu như mà mình muốn trả góp thì mình trả trước cho em 30% là hồ sơ bao đậu thôi, không bị dính nợ xấu bên ngân hàng, là lên hồ sơ ok. Rồi chiếc này biển số 62P1 9 triệu 6. Biển 62 nhá, đăng ký 214. Đây đó là Sigurd nha các bạn. Hôm nay thì Sigurd còn ít xe nè. Rồi bên trong luôn. Mình xem là lần lượt từ từ vào trong nha các bạn. Tay ga nè. Tay ga biển số 61G1. Tay ga thôi, chỉ có 6 triệu rưỡi là có tay ga xịn sò đi rồi nhá. Máy bao zin luôn. Dòng này FI rồi. SYM biển số 61G1 cho rai. Máy bao zin luôn. Dòng này thì đi rất là đầm máy anh em. 6 triệu rưỡi. 6 triệu 500. Đúng rồi. Đó. Của hãng SYM luôn. 6 triệu rưỡi là có tay ga đi rồi, rất là rẻ luôn. Đây có Future này. Future biển số 63 Tiền Giang. Đó, biển miền Tây yêu dấu nhá. Nếu anh em nào mà mình ở miền Tây mà xem được clip của Mỹ thì mình ưng chiếc nào thì mình cứ kết bạn qua Zalo cho em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hoặc video để anh em mình có thể xem thoải mái khi mua online. Đấy, cứ cọc trước là em sẽ gửi xe về cho anh em mình thôi. Đấy. Chiếc này là đăng ký 2020. Biển số 63. 21 triệu 800. Đấy anh chị các bạn, mình nếu mà cần xem biển số thì mình liên hệ qua Zalo giúp em nha. Em không có quay được á anh chị các bạn, mình cũng thông cảm cho em vào phần quay biển số nha các bạn. Nói chung không quay được sau biển số thì anh em mình cứ kết bạn qua Zalo, nhắn tin cho em thôi. Em sẽ trả lời nhiệt tình cho anh em mình luôn. Rồi biển số 37P1. Đăng ký 2019 nha, mẫu đèn LED 20 triệu 800. Màu bạc, nước sơn zin luôn. Khóa còn 2 chìa. Những dòng này thì anh em nào mình muốn đổi chủ thì đều được hết nhá. Mình cứ yên tâm, mua xe thì có nếu mà muốn rút hồ sơ thì em sẽ rút cho anh em mình. Đấy, cái phí hồ sơ thì nó cũng tùy theo từng tỉnh, chắc cũng tầm khoảng hơn triệu là có hồ sơ gốc rồi. Rồi biển số 36 Thanh Hóa, dòng Jupiter nhá, máy bao zin luôn. Bánh mâm thắng đĩa. À, chiếc này là giá bao nhiêu anh nhỉ? Quên là này. Anh Hưng. 12.6. À 12 triệu 6 nhá. Chiếc này là 12 triệu 600, máy bao zin luôn. Giá náo ngoài liền lạc luôn nhá. Rồi chiếc kế bên là biển 77 Bình Định. Con này Gravita đời 2009. 2009 hay là 10 nhá anh em. 2010. Máy bao zin. Ôi chiếc này là 11 triệu 600. 11.6. Rồi ok. Quay Black à. Ôi ông quay 110. Con này là 10 triệu 6. Xe còn rất là đẹp luôn nhá. Máy zin. Biển số 65. Đây còn chiếc Jim này. Jim này, này đăng ký 2015. Gương kiếng còn đầy đủ luôn nhá. Máy rất là êm luôn. Jim này có ai hỏi gì không chị? Hả? À, con Jim này hả? Con Jim này thì cũng nhận được rất là nhiều cuộc gọi của nhiều anh chị em mình. Đây chiếc này là biển số 59L2. Ở con này thì nói chung là bên cửa hàng em là nói xe có như nào thì nói vậy luôn nhá. Thì con này là rớt máy rồi, nhưng mà máy còn rất là êm luôn. Máy còn êm. Đúng rồi. Nổ cho các bạn mình nghe lại cái nữa chị. Đây đây. Anh chị em nào mình có nhu cầu thì mình liên hệ em. Máy guarantee còn thì thầm luôn các bạn ơi. Honda. Còn rồi, cái okay. Cái bậc trước thì mất rồi nhá. Có cái cặp niềng này cũng like rồi. Đấy, anh em nào mà mình cảm thấy ưng ý là mình cứ liên hệ cho em. Cái này mình để nhiêu chị? 11 triệu 6 em. 11 6. Rồi, đúng rồi. Ok. Tiếp tục vô bên trong nha các bạn ơi. Bên đây, trong thì cũng này. Có những dòng tay ga đang giảm giá rất là nhiều. Đây có AB đăng ký 2017 này. Mẫu 2017 màu đỏ đen à đỏ bạc. Rồi, chiếc này biển số 67 An Giang. 20 triệu 8. Bao máy zin nhá. Rồi chị các bạn mình trong khi xem mà còn thắc mắc quan tâm gì mình có thể liên hệ qua số Zalo em có để trực tiếp trong màn hình nha chị nha. Rồi, biển số 68T1 cũng đăng ký 2017 luôn, 20 triệu 800. Con này là màu đen bạc nhá, 20 triệu 8. 20 triệu 8. Rồi. Đây có mẫu đen nhám này, biển 37 Nghệ An. Mẫu này là 2018 khóa mắc cây nhá. 26 triệu 800. 26 triệu 800. Xe còn sạch đẹp nha các bạn.
Những cái dòng này nói chung anh em mình mua về là đổ xăng là chạy thôi, không cần thu sửa gì nữa đâu. Rồi biển 37C1, AB đăng ký 2016 nhá. Như là chiếc này cũng đang giảm giá này. Giá cũ của nó là 21,6 triệu, nay giảm còn 20 triệu. Con này là còn 20 triệu này. Còn 20 triệu tròn luôn các bạn, rồi, giảm tới 1,6 triệu luôn nhá. Ở chiếc kế bên là biển số 69. Con màu bạc nhá. Con này là tem sơn luôn. Đấy, xe rất là đẹp luôn nhá. Sơn qua đây các bạn. Cứng cáp liền lạc luôn. Chiếc này là 27,8 triệu, khóa mắc cây. Xe còn rất là đẹp. Đây có mẫu 2019 biển 67 An Giang. Thì mẫu màu xanh đen. Chiếc này là 23,6 triệu này. Rồi, đấy, kế bên là có mẫu 2019 luôn. 2019 màu đỏ nhá, mót còn hai chìa luôn. 26,8. Chị đứng phía trong chị đọc cái biển số giùm em nha các bạn. Rồi, chiếc này là biển 38 Hà Tĩnh nhá. Cho các bạn mình nghe để mình có các bạn mà thích cái biển nào có thể liên hệ qua Zalo để mình xem xe chi tiết cái biển số đó lại cho nó kỹ ha chị các bạn nha. Đây có dòng AB 214. 213 214 này. Chiếc này là đăng ký 214 nhá, biển số 93 Bình Phước. 93F1. Thì chiếc này là 17 triệu tròn này anh em. Màu vàng đen nhá, 17 triệu tròn. Rồi chiếc kế bên là màu xám đen, à xám trắng. Biển 93 18 triệu. 17 hay 18 đấy em? Con này là 18 triệu các bạn. 18,6 triệu, màu xám đen rất là đẹp luôn. Biển 93 Bình Phước. Rồi chiếc AB 110, biển số 59, 59F1. Chiếc này là 11,8 triệu. Bao máy zin nhá. 11,8 triệu AB đầu bò. Biển Sài Gòn nha các bạn ơi. Biển Sài Gòn luôn. Rồi tiếp tục. Đây có mẫu 215 đen nhám này. Xe đẹp liền lạc luôn, là áo ngoài đẹp, biển số 61H1. Con này là bên cửa hàng bán 20,8 triệu. Đăng ký 215. Rồi 20,8 triệu. Rồi biển số 59L2 là AB màu trắng đỏ đen. Chiếc này là 17 triệu tròn luôn. 17 triệu. Đấy các bạn. Sạch đẹp nha. Màu đỏ đen này nhìn còn rất là mới luôn. Biển số 47T1 nhá. Để anh em mình 17 triệu luôn. Rồi chiếc này là mẫu này là đăng ký 215. 215 biển 93 Bình Phước. 18 triệu. Đó, em báo giá này thì mình tới xem trực tiếp xe thì em cũng có bớt thêm tiền xăng cho anh em mình nữa. Đấy, giá đó thì còn bớt thêm cho anh em mình chút đỉnh ha. Cứ mạnh dạn liên hệ nếu mình thích dòng xe nào nha các bạn. Cũng như là mình đến cửa hàng ủng hộ cửa hàng nha. Đây thì mình xem từ bên đây luôn, công tay nè các bạn. Đây cũng có những dòng là đang giảm giá tới triệu mấy, tới 2 triệu luôn. Thì tới xem xe trực tiếp em có bớt nhá. Bớt thêm chút đỉnh nữa. Rồi, con này là Win V3. Biển 18 Nam Định, màu trắng đen. Thì chiếc này mới chạy được 4.000 cây thôi. Xe còn rất là mới luôn. Ốc tán mới nhá. Biển 18. Ồ, chiếc này là bên em đang bán với giá là 25,6 triệu. Đấy, biển 18 nha. Nếu anh em mình không thích thì mình có thể rút được hồ sơ sang tên đổi chủ. 25,6 nha các bạn. Winner V3 nha các bạn. V3 chạy 4.000 cây. 4.000 cây. Rồi. Rồi con này là Win V2. Biển 36 Thanh Hóa nhá. Màu xanh bạc rất là đẹp luôn anh chị em. Xe liền lạc nhá, bao lướt luôn. 20,8 triệu thôi. Máy bao zin có khóa chống trộm luôn. Ôi, chiếc kế bên là biển 37 Nghệ An S150 đen nhám này. Đăng ký 2022. Ngay chủ ký giấy. Anh em mình nhìn lốc máy là biết xe rồi nhá, 2022. Nhìn còn rất là keng luôn. Biển 37. Đấy thì con này rút hồ sơ thì nó cũng tầm hơn 1 triệu hồ sơ gốc thôi. Ôi, chiếc này thì em bán là 25,5 triệu. Yeah, ngay chủ ký giấy luôn. LED bao khoang nha các bạn. Rồi tiếp tục luôn, bên đây là mình còn lô xe tay ga nè các bạn ơi. Đây tay ga tầm 10 triệu, hơn 10 triệu thôi. 10,6 triệu, Noza màu vàng biển 60 Đồng Nai. Bao đẹp luôn nhá anh chị em. Hôm nay thì cũng đã, học sinh cũng đã gần vào mùa học rồi. Thì nếu như mà mình có con em sinh viên thì mình lấy những chiếc này thì nó vừa nhỏ này, vừa gọn này. Mà đi nó cũng rất là đẹp luôn. Máy còn rất là êm, biển 60 Đồng Nai. 10,6 triệu thôi. 10,6 triệu. Tới xem xe em có bớt. Rồi chiếc này là biển 59X2. Vision biển thành phố nha, đời 2014, 13,6 triệu. Bao máy zin. Đây có chiếc Vision khóa mắc cây này, biển 37E1. Màu đen nhám khóa mắc cây. 22 cổ này.
Xe còn đẹp liền lạc nhá, bao máy zin luôn. Chìa khóa thông minh luôn mà có 22 nha các bạn. Đúng rồi. Ha. Rồi, chiếc này cũng khóa thông minh luôn, biển 38. 38 Hà Tĩnh màu trắng nhá. Con này cũng 22 cũ luôn. Con này như giảm còn 216 á. Xe nào còn giảm thì có viết mực đỏ trước nha anh em, là còn 21.6 triệu. Đấy, giảm còn 21.6 triệu. Nếu như mà mình có muốn có thời gian mình ghé trực tiếp xem xe thì sẽ được đi thử xe và test thử xe thoải mái luôn. Rồi, xem công tay luôn. Rồi, 150 Adventure 150 nhá, biển 37G1, màu đỏ nhám. Thì chiếc này em bán là 20, giá cũ của nó là 23.6 triệu mà giảm còn 22.600 thôi. Đấy, Ad 150 2020 nhá, mà chỉ có 22.6 thôi anh em. Xe còn rất là keng luôn. 37G1, xe lướt. Rồi, kế bên là biển 48C1, là 135 này. 135 đăng ký 2013. Ôi, chiếc này làm biển 48, màu đỏ bạc, 14.800, Ad 135 bao máy zin nhá. Rồi. Rồi, kế bên con này rẻ hơn nữa anh Chiêm, biển thành phố nhá, chỉ có 12.500 thôi. Thấy có 12.500 à các bạn. Đúng rồi. Chúng ta 35. 135. 135 thì em vẫn còn màu xanh phía sau nữa. Rồi, xem đây có click nhá. Click này đăng ký 2010, biển 79 Nha Trang. Rồi, chiếc này là em bán cho anh em mình với giá là 9.800.000 đồng. Máy bao zin nhá, click màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Rồi, chiếc kế bên là AB Sang Cơ, con này cũng đang giảm giá này anh chị em. Biển số 60X5, đời 2008 nhá. Thì giá cũ của nó là 9.800.000 đồng, nay em giảm còn 8.800 thôi. Máy móc là bao zin luôn. Đây có chiếc da nút khóa mắc cây này, màu cà phê nhá. Con này là 16 triệu hơn. 16 triệu 6 nay giảm còn mười mấy đây em. Đọc cùng chị cái. Giảm còn mười mấy? 14 hay là 15 thì là 14. À, hình như là giảm còn 14 triệu mấy đúng không? 14 triệu qua vậy, chẳng luôn. Rồi, chiếc kế bên là biển 94. Con này là lít mẫu đèn LED 2017 này. Giá cũ đang bán là 21.800. Nên em giảm xuống còn 19 triệu tròn đúng không? Đúng rồi, còn 19 triệu tròn luôn nha anh em. Đấy, giảm giá quá trời luôn. Mẫu đèn LED này. Cái này còn đẹp lắm nè. Đẹp liền lạc, máy bao zin luôn, màu đỏ mận. Dành chơi ngồi sập trơn luôn. 21.8 mà giảm xuống còn 19. Rồi, bên đấy là mình còn một em xe tay ga sẵn, mình quay hết xe tay ga luôn chị. Đây. Đây có chiếc AB đời 2013, biển 48D1, 20894. Thì đời này là lên đen nhám nha anh em. Đấy, khách lên đen nhám. Thì chiếc này em bán là 17.800, máy bao zin, xe còn đèn lạc rất là đẹp luôn. 48 Đắk Nông. Rồi, tiếp tục qua khu vực bên đây. Đây có em 435 biển 93H1. Xe đẹp luôn nhé mọi người. Chọc che nước luôn. 14.8. Màu xanh trắng GV. 14.8 hả chị? 14.800. 14.8 em. Dạ. Rồi, tiếp tục bên trong. Cái bên là biển 86 Bình Thuận luôn. Đúng 14.8. Bao đẹp luôn nha anh em. Đấy. Ngay lôi còn một chiếc thôi. Biển 59V1. Biển số thành phố nhá, 78187 luôn. Còn chiếc này là lô này thì còn rất là liền lạc luôn anh chị em. Máy là bao zin nhá, gương tiếng còn đầy đủ luôn. Em bán là 8.8 triệu. Những cái mẫu xe bên cửa hàng thì tất cả những xe là đều sang tên rút hồ sơ được nha anh chị các bạn nha. Đó, có nhiều anh chị cũng bình luận bên dưới là có sang tên thay đổi biển được không nha. Thì có nha anh chị các bạn. Đây biển số nè anh chị các bạn, mình thích giữ biển số thì mình giữ biển số lại mình đi cũng được. Đúng rồi, xe nói chung là cũng giấy tờ đầy đủ cơ. Dạ. Đầy đủ là mình có thể đi thôi. Không cần thiết phải sang tên. Đấy. Đó là tất cả những mẫu xe bên cửa hàng của anh Hưng Phát ha. Thì anh chị các bạn mình còn thắc mắc quan tâm dòng xe nào thì mình có thể trực tiếp liên hệ qua số Zalo hoặc mình đến địa chỉ cửa hàng để trực tiếp xem xe nha anh chị các bạn. Đó thì chắc có lẽ là mình xin tạm dừng video tại đây nha. Dạ, em chào chị. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video nha. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.